Dạ vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video bên em nhé. Ở đây thì em lên cho mọi người một cái cặp bát tép. Đấy, cặp bát tép này thì là của dòng đây, ở đây nó ghi là chữ Kenwood nhé, của dòng Kenwood. Các bạn biết rồi đấy, Kenwood này em thật mọi người, em không phải là quá là tâng bốc hay gì cả, nhưng mà trong tất cả những cái dòng mà so với cả như kiểu bằng giá nhé, giả sử mọi người mua một cái đôi loa mà tầm 600 đi, thì chẳng Kenwood Onkyo để nông ai qua các thứ đều 600, thì cái dòng Kenwood bao giờ chất âm của nó cũng nổi trội hơn rất là nhiều nhá. Đấy, nếu như bác nào mà mình chưa có cái cơ hội trải nghiệm của cái dòng Kenwood này, mình có thể sắm ngay một đôi, sau đó mình có thể nghe và mình so sánh với cả chất âm của những cái dòng thương hiệu khác mà bằng giá tiền, em dám khẳng định mọi người là chất âm của Kenwood nó sâu hơn rất là nhiều. Đấy, ở đây thì em đang có một đôi bát và một đôi tép lẻ như này, này bán cho các anh luôn nhá. Đấy, Kenwood này củ nó rất là dày nhá, củ nam châm. Đấy, ở đây thì bát của nó, gân của nó là gân vải nhá. Đấy, với gân này thì quá là bền rồi, mọi người dùng xài thiên thu chứ em không bao giờ sợ bị rách gân. Đấy, em nói thật luôn. Đấy, tép cũng của Kenwood này. Đấy, dòng tép của nó rất là đỉnh luôn, nhìn kiểu múi khế này, rất là bắt mắt nhá. Sau đây em sẽ đo kích thước chi tiết của cái đôi bát và đôi tép này cho mọi người luôn này. Bát ở đây thì có đường kính là 13 cm này. Đấy, củ của nó thì có đường kính là 7,5 phân. Đấy, mọi người phải gióng cho em thẳng xuống nhé, bởi vì nó có một cái viền ở bên ngoài như thế này nữa. Đó, dính quá. Tương tự nhá, tép ở đây thì đường kính của tép ở đây là 7,5 phân. Đấy, 7,5 phân nhá. Củ của tép thì là 4,8, gần 5 phân, 4,8 này. Đấy, thì đây là kích thước chi tiết của cái đôi bát tép Kenwood này. Đấy, thì đôi này thì em báo giá luôn nhá. Đôi này thôi, em để cho mọi người giá là bình thường em bán toàn là 590 cho bộ này thôi. Thế thôi, hôm nay sẽ để cho người giá là 550.000 đi, 550.000 thôi nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo luôn cho em. Số điện thoại bên em là 0966 594581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng nhá, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.